tại vì nó có hai cái chủ của hổng, nó đành rồi nó để rồi giao lộn. Thì giờ cô kiểm tra thấy đúng hàng thì cô lấy thôi chứ giao lộn gì. Giờ sao giờ cứ bảo nó bị mất hai cái trội cho nên shop hiệu quần. Thì giờ nếu đúng hàng mình đặt thì mình lấy thôi chứ gì đâu lộn. Rồi hiện tại rồi con nhỏ kia ống suông mà cao, bởi thành ra sợ lộn sạc shop này là cũng phải. Ống suông cao hả? Dài, còn này là nó bự mà nó rộng. Còn cô đặt đó là cái con củ cái shop hương nó rành luôn mà. Bởi vì sợ giao lộn dữ lắm. Trả là do cô. Hơn 2 tuần hả? Thì nó mới gửi ngày không giãn luôn hả? Ừ, nó chắc nứt rồi. Nè, để tôi chuyển khoản nha. Dạ, chuyển khoản em không? 2.183.000 với 3.000 phí là 86. Phí rút tiền. Giao hàng cô ơi. Shop gì shop qua đó. Cái này nó không có ghi shop, nó bán quần gì đó. Tại vì nó có hai cái chủ của hổng, nó đành rồi nó để rồi giao lộn. Thì giờ cô kiểm tra thấy đúng hàng thì cô lấy thôi chứ gì giao lộn gì. Giờ sao giờ cứ bảo nó bị mất hai cái trội cho nên shop hiệu quần. Thì giờ nếu đúng hàng mình đặt thì mình lấy thôi chứ gì đâu lộn. Rồi hiện tại rồi con nhỏ kia ống suông mà cao, bởi thành ra sợ lộn sạc shop này là cũng phải. Ống suông cao hả? Dài, còn này là nó bự mà nó rộng. Còn cô đặt đó là cái con củ cái shop hương nó rành luôn mà, bởi vì sợ giao lộn dữ lắm. Shop này shop hương nè. Không đủ để thực hiện phải không? Ừ. Trời ơi bà. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là về sớm. Mình. Rồi.
là nếu mà mình sẽ ngồi trên đây rồi sau đó mình sẽ ngồi làm và sau đó một chút xíu mình sẽ về. Trả là sao cô? Trời ơi bà. Đúng rồi. Dập cô nào không má. Xé đại vậy. Nó cái đằng keo á. Hơn 2 tuần hả? Này nó mới gửi ngày chị ướm vô thử coi. Này chị đặt theo size hay theo ký? Theo ký hả? Báo ký thì nó tự đưa sai đúng không? Cái này thì mình nói được. Còn nếu mình báo sai mà nó đưa đúng sai thì mình không nói được. Rồi chị kiểm hết đi, rồi bao nhiêu cái nhỏ thì em báo nó luôn lượt. Là cái này không có lỗi gì hết đúng không? Nhưng mà chỉ có bị nhỏ thôi đúng không? Cái giải này nó giãn nè, nó có giãn nè. Nó không cho thử hả ta? Nó bao mà nó. Rồi vậy chị thử đi. Không giãn luôn hả? Ừ, giãn. Chắc nứt rồi. Ba cái chung sai hả? Nó khúc này là nó không vô nè. Rồi vậy em tắt em điện báo nó ha. Ba cái đều nhỏ hết đúng không? Nhỏ kia này là chắc chắn lấy không được rồi đúng không? Bốt giao hàng rồi, có đơn hàng giao anh ở An Phương. Cái ví da. Thôi khỏi đi, tụi bay về người ta cái xuống là chém chết mẹ tụi bay luôn á. Tụi má lừa đảo người ta. Và cái gì sao anh nói sao? Bây giờ mày nói trả đồ sớm mới lừa đảo ra đỉ mẹ nó. Cái shop anh không nhận hàng không? Ờ đâu không nhận hàng, không báo là. Mày trả hàng ra đây mày. Em là người giao, em không biết gì rồi anh nói như vậy. Rồi mày nếu biết, đụng má luôn chém mẹ nó. Rồi đây đây. Dạ chuyển khoản em không? 2.183.000 với 3.000 phí là 86. Phí rút tiền. Rồi. Alo em giao hàng á, phải số anh Phùng Ngọc Pha không anh? Có gì em ạ? Anh có một cái đơn hàng để địa chỉ là ở ấp Tân Giang, xã Tân Duy Phước, huyện Chợ Gạo là nó đâu anh? Hả?
Em giao hàng bưu điện. Anh có một cái đơn hàng để địa chỉ là ấp Tân Giang, xã Tân Duy Phước, huyện Chợ Gạo, là anh ở đâu? Ở dưới An Thủy. Anh ở xã An Thành Thủy rồi. Ừ. Vậy cho anh để xã Tân Duy Phước là ở đâu? Hả? Cho anh đặt hàng, anh để địa chỉ xã Tân Duy Phước là ở đâu? Cái gì lộn mày vậy chứ? Rồi ấp nào của xã An Thủy vậy anh? Bình Thọ. An Thành Thủy làm gì có Bình Thọ? Ngay ngã tư An Thủy chạy thẳng vô luôn. Ấp đó là ấp Bình Phục Nhất. Xã đó là xã Bình Phục Nhất. Mẹ à, ngay chỗ ngã tư An Thủy. Rồi anh ở xã An Thủy đúng không? Ừ. Rồi anh đặt ngay dây răng 10 công chạy vô á. An Thủy thì chiều nay hoặc là ngày mai có người giao cho anh nha. Rồi.